Hai, xin chào anh em ha. Hôm nay mới về ít pin nè, rồi các cái phụ kiện đó. Rồi, sẵn tiện mình đang soạn hàng mình quay video lên cho anh em. Rồi anh em nào xem video giải trí thì vui lòng cho mình một like, một đăng ký. Mình xin cảm ơn. Và anh em mua hàng bên mình thì tham khảo cái đường link Shopee mình để trong phần mô tả video nha. Hoặc anh em có thể là gọi trực tiếp cho mình hoặc kết bạn Zalo qua số điện thoại mình cũng để trên màn hình á. Rồi cảm ơn anh em. Thì mình mới về một cái loại mạch tiếp. Thì những cái sản phẩm này mình bán lâu nay rồi. Mạch này là mạch BVK 3S30AV3.1. Cái mạch này rất là ổn định, mình hay đóng pin cho anh em á. Mạch này thì bán lẻ anh em là 50.000 nha. Thì ngày bữa nay là 50.000 một cái. Anh em có nhu cầu thì mua thì inbox. Và mình có về một số cái mạch 4S, 5S, 5S thường và 5S to nha. 4S này là mạch 5S. 5S thì là bán anh em là 45.000 nha, 45.000 một cái như thế này. Mạch này như thế này là nó hai cái. Có nhiều anh em mua về nhưng mà không có biết, cứ nghĩ là một cái. Rồi anh em gọi điện rồi mình hướng dẫn anh em bẻ ra thì nó là hai cái. Rồi mạch này là 4S, nó cũng như nhau thôi, đồng giá. 4S thì cái chân này nó sẽ không có dây nè. Rồi mạch này là 5S85A. Mạch này thì là bán lẻ anh em là 55.000 nha. Mạch của mình là chuẩn là DX nha. Của cái dòng của DX nha, chứ không phải cái mạch thường ở trên thị trường nha. Nói chung là mình cố gắng mình lấy các cái sản phẩm nó có tên tuổi thương hiệu xíu để cho cái chất lượng sản phẩm nó ổn định nha. Thì anh em mua về đóng pin hoặc là mình đóng pin cho anh em thì nó đỡ cái chuyện là bảo hành nha. Rồi mình mới về một cái thùng sạc tiếp 3S 12V 2A thực nha. 2A thực. Thì cái này cũng có quay video và test dòng sạc của thằng này cho anh em xem rồi. Đó, cái này mình bán lẻ là 60.000 một cái. Anh em lấy số lượng thì inbox. Này là hai đầu dây dòng 2A thực 12V 6 nha anh em. Mình có loại 18V nữa. 2A và 3A thì mình cũng quay video trước cho anh em rồi á, thì mình không có để ở đây. Rồi mình mới về một số cái phụ kiện để đóng xe điện á. Cái này là cái khung 6S 14B. Mình mua một ít về để mà đóng xe điện cho anh em á. Rồi thì anh em nào có nhu cầu đóng xe điện á, loại 13S 6B này á, thì inbox mình nha. Cái loại này rất là thông dụng. Là cái dòng 48V á. Mình đóng là mình sử dụng cái mạch tốt nha, mạch của Daily nha, mình không có sử dụng cái mạch thường. Thì nói chung là mạch tốt để nó, thì cái mạch này thì anh em ưa chuộng là nó có cái cân bằng chủ động á, rất là tốt, nên là mình sử dụng mạch này nha. Đó. Tuy nó mắc tiền hơn xíu nhưng mà cái độ bền của cái khối pin nó sẽ bền theo thời gian. Rồi anh em có nhu cầu thì liên hệ. Hiện tại thì mình cũng còn một số cái loại pin mà mình cũng quay video lên cho anh em á. Như là cái loại đây là mấy khối này mình chưa gỡ này. Đâu tầm gần như là 20 khối, mười mấy khối gì đó. Khối này là Samsung 40T nha. Hàng chưa qua sử dụng, chưa qua sạc xả. Bao anh em dung lượng là đủ 4.000 nha. Mình đã test rất là nhiều rồi. Những cái khối mình tháo ra mình test đa số là đạt trên 4.000. Thì anh em có nhu cầu mua lẻ thì là 55.000 một viên nha. Anh em lấy số lượng thì mình sẽ bớt. Còn anh em mua lẻ một viên thì 55.000 nha. Rồi. Anh em có nhu cầu thì liên hệ. Anh em lấy đầu trăm thì liên hệ mình cho giá tốt. Thì bên mình cũng có bán các cái loại vỏ, mình cũng hay quay video lên cho anh em á. Thì mình quay lại cho anh em nào chưa biết thì anh em tham khảo nha. Vỏ 1B này, 2B, 3B là vỏ chống sóc nha. Mấy cái loại vỏ này mình bán lẻ anh em là 40.000 nha, 40.000. Loại 2, cái loại 3B này là 45.000. Đó. Thì mấy cái sản phẩm này anh em cũng có thể tham khảo ở trong Shopee nha. Nếu anh em mua Shopee thì nó sẽ được ưu đãi hơn nha. Còn nếu anh em mua trực tiếp thì nó vẫn giá đó. Thì mua nhiều thì mình sẽ bớt, còn mua một hai cái thì anh em có thể lên Shopee anh em đặt. Ngoài cái vỏ này thì cũng có mấy cái loại vỏ khác thì mình cũng ít đăng lắm, mình đăng mấy cái loại thông dụng cho anh em dễ mua thôi. Thì mình đăng mấy cái sản phẩm phụ kiện thông dụng để anh em dễ mua, để mà tiết kiệm cái chi phí vận chuyển thôi. Ngoài ra mình cũng có các cái loại kẽm như là kẽm đơn, kẽm đôi và kẽm 2B 3B đây nha anh em. Đây là cái những cái bịch mà mình chưa có gói sẵn, thì mình có mấy cái thùng mình gói sẵn á. Có sẵn từng bộ cho anh em rồi đó. Thì anh em có nhu cầu thì liên hệ. Đây là kẽm 2B và 3B. Đấy. Thì mấy cái loại này thì bán lẻ anh em là 5.000 một bộ. 3B là 6.000 một bộ. Anh em có nhu cầu mua 10 bộ trở lên thì mình bớt. Rồi mình cũng còn một số cái loại pin mình quay tạm tạm lên cho anh em nha. Cái pin li xin xám mình còn đâu là 200 mấy chục viên thôi. Đó, anh em có nhu cầu thì liên hệ. Thì mới vừa rồi, đợt vừa rồi về 1.000 nhưng mà cũng hết rồi. Còn đâu 200 mấy đây. 200 ở dưới và thùng ở trên nữa, 200 mấy thôi. Pin li xin xám này là pin dung lượng 2.000 và xả 20A nha. Pin này mình bán rất là nhiều. Anh em mà đóng mấy cái dòng giá rẻ là anh em đóng cái loại này.
xin xám này là bán lẻ anh em là 29.000 nha. Anh em lấy số lượng inbox, lấy thùng thì đa số cũng anh em cũng lấy thùng nên nó màu hết á. Rồi, còn cái này là pin VTC 5D. VTC 5D thì mình còn đâu cần 200 mấy thôi. Đó. Cái pin này thì bán lẻ anh em là 47 nha. Anh em lấy số lượng thì inbox, nội trợ là 10 11. Đó, 11 thì 11 thấp. 10 thì cũng 10.8.9 thôi, chứ mình nghĩ chắc cũng không có 10 10 thấp nữa. Tại vì dòng này pin mới nó cũng là 11, 10 11. Đó. Dòng này pin mới nó cũng là 10 11 anh em. Thì cái dòng này nó rẻ hơn cái dòng VTC 6. Đó, anh nhiều anh em lựa chọn dòng này. Còn ví dụ như là VTC 6 thì nó mắc hơn, nhưng mà dòng này nó cũng hết hàng nên mình ít có nhập cho anh em. Bữa nào có hàng về thì mình quay video lên. Rồi hiện tại mình còn gần 100 cái thằng thằng này là Samsung 35E. Bữa giờ nói test dung lượng cho anh em mà cũng quên mất. Samsung 35E là dung lượng danh định của nó là 3350 nha, chứ không phải là 3500. Có rất là nhiều anh em bán pin nhưng mà không biết cái dung lượng của pin, cứ nói là Samsung 35E là dung lượng 3500. Những anh em đó nên cập nhật lại kiến thức về pin nha. Samsung 35E nội trợ của thằng này nội trợ như mới nha. Pin cũng chưa hàng kém thì cũng có một số viên thôi, còn đa số là nó dập một đầu hoặc là hai đầu. Pin này là nội trợ 20, dung lượng bao anh em là trên 3300 nha. Có nhiều anh em mua về test Lito Kala gì đấy không được 3000, mình cũng hiểu test kiểu gì nữa. Nhưng mà mình test máy chuyên dụng là trên 3300 nha anh em. Có một vài viên nó dưới 3200 mấy thôi. Thì mình sẽ test ngẫu nhiên cho anh em xem cái pin này. Đợt trước mình về 1200 mà hiện tại bây giờ là còn không được gần 100 nha anh em. Hiện tại thì còn đa số là mình chừa lại những cái viên mà chưa hàng một đầu này, chưa hàng hai đầu cũng có này. Đó. Anh em nhìn nè, pin này là bữa nào mình sẽ test dung lượng pin này, những cái viên mà chưa hàng đầu và những viên hàng hai đầu như thế này, để cho anh em so sánh cái chất lượng pin, dung lượng pin này mới với lại pin đã hàng kém nó như thế nào. Pin này thì hiện tại mình chỉ còn nội trợ là 20 thôi. 20 thì anh em có nhu cầu liên hệ, pin này mình bán lẻ là 36.000. Dòng pin này anh em mua về sử dụng đèn pin sử dụng lưu trữ, nó là dung lượng cao xả thấp, nên dòng pin này anh em ưu tiên là đóng pin xe điện này, lưu trữ và các cái loại đèn pin vân vân vân. Anh em mua cái loại này này là nó tối ưu được cái dung lượng nha. Rồi thì số lượng không còn nhiều đâu, mình chắc mình làm một cái video test nữa là nó sẽ hết cái loại dòng này. Rồi ngoài những cái loại pin đó thì mình cũng còn rất là nhiều loại pin khác. Đợt này cái thời tiết nó ẩm rồi á, là mình cho mấy cái loại pin nó vào trong mấy cái thùng này anh em, chứ không mình để ngoài là nó ẩm là nó rỉ sét nha. Đó, tại vì cái mùa đông là nó rất là dễ rỉ sét. Hiện tại mình còn đâu tầm 2-3 ngàn pin tất cả các loại, chủ yếu là Samsung 25R, 20R và Samsung 40T. Mình có khui một ít ra test dung lượng đó anh em. Đó, pin này là Samsung 20R. 20R đợt này thì mình nhập rất là nhiều về, vừa đóng và vừa bán pin cho anh em á. Dòng này là dòng pin giá rẻ và ổn định nhất 20R nha anh em. Đó. 20R thì bán lẻ anh em á là 30.000. Anh em lấy thùng thì inbox. 20R chất lượng rất là ok, pin này như mới thôi. Thao khối nhưng mà thao khối chưa qua sử dụng đó. Anh em có nhu cầu liên hệ. 25R cũng vậy và Samsung 40T cũng vậy, mình không có tiện để lấy ra cho anh em thôi. Thì mình báo anh em như vậy thôi. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ mình tư vấn. Rồi thì mình có giới thiệu qua mấy cái loại pin và các cái loại phụ kiện đó. Anh em có nhu cầu thì liên hệ ủng hộ. Giờ mình quay mấy khối pin hôm nay mình đóng cho anh em xem nha. Đây mình đóng một khối C4 thành phẩm nha. Đó, khách đặt. Cái này là Sony 4A, khách đặt luôn. Cái này là Samsung 25R, khách đặt. Cái này cũng là lỗi Samsung 25R và đây cái lỗi cá mạch, khách đặt ba cái lỗi này. Rồi đây là hai cái khối C4 nha, hai C4 Nati. Hai cái này là khối C6 mới về khách đặt luôn nha anh em. Cái này là Samsung 20R. Rồi thì anh em có mua các linh kiện hay đóng pin gì liên hệ mình tư vấn báo giá nha. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều.